Độc lạ ngành ẩm thực, món đậu tẩm hành xuất hiện khiến cộng đồng mạng rỉ tai nhau. Bỏ xem Lê Anh nuôi thôi. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày xem một siêu phẩm đậu tẩm hành món bestseller quán tao. Muốn làm đậu tẩm hành giống quán tao thì đầu tiên chúng mày cần một chảo dầu vài hai bìa đậu chiều ngang cắt làm 3, chiều dài cắt làm 4. Sau đó chúng mày cho đậu vào chiên nên nếu muốn giòn lâu thì để lửa liu riu thôi chứ đừng học mấy thằng idol top top cho đậu vào nước đá làm thế vừa hỏng dầu mà nhìn màu đậu như... Khách nhà tao không thích ăn dầu ăn nên tao chỉ cho xíu nước xíu đường xíu tiêu xíu ớt cay xíu ớt sừng xíu gốc hành và nhiều hành lá. Trước tao cũng pha sốt tẩm hành riêng xong nhúng nhúng gắp gắp tao thấy mắc mệt quá nên tao làm kiểu này cho nhanh. Anh chủ nhà tao không ý kiến nên đừng thằng nào vào ý kiến là tao làm sai công thức đấy. Chúng mày tin tao đi, trong ngành F&B này có cái gì là công thức chuẩn đâu. Công thức chuẩn nhất là mày làm ra món ăn 10 người khách mà 8 người khen ngon thì mày cứ dập khuôn làm vậy cho tao còn 2 người. Còn lại thì kệ nó, không có đồ nhắm nó khác phải gặp hết. Rồi bây giờ chúng mày cho vào đảo đều cho ngấm gia vị, chúng mày đảo nhẹ tay thôi không đó nát đầu xung khách nó chửi cho vào mặt là làm cho lợn ăn ếch đấy. Và thế là cho ra đĩa thôi, vừa nhanh vừa ngon, khách chưa kịp uống bia trôi qua cổ là đã có đồ nhắm rồi.